Chào tất cả các bạn đến với channel Code là Ghiền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái mê cung nha. Cái maze á, thì mình sẽ tạo ra cái maze và mình sẽ tìm ra cái lối đi từ cái điểm ban đầu tới cái điểm kết thúc. Thì mình sẽ dùng pfile. Thì lúc trước mình có làm cái ở bên DOS đó các bạn. Để mình coi coi nha. Hôm trước mình có làm bên DOS, nó sẽ giống như vậy nè các bạn. Thí dụ như số speed, mình coi mình tăng tốc độ lên. Thí dụ như là số 2 nè. 2 mình tăng. Rồi bây giờ mình số 3 là mình tạo cái mới nè. Đó các bạn thấy nó chạy ha. Này nè, mình giảm tốc độ xuống đi. Mình giảm xuống số 1. Cho nó nhanh chút xíu. Rồi số 3. Đó. Rồi bây giờ số 7 là mình cho nó làm nè các bạn. Số 7. Đó, nó sẽ tìm cái đường đi, ha. Rồi số 3 mình cho nó làm cái khác. Ô, nhỏ nhỏ. Lớn. Lớn đó, ví dụ bự như vậy các bạn thấy nó làm nè, đó. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm giống vậy nha. Số 7 nè. Để coi. Rồi số 7. Đó, nó sẽ tìm cái đường đi. Thấy không? Nó vẽ mũi tên tìm cái đường đi đúng. Để mà nó tới cái điểm end nè, điểm kết thúc nè. Đó, cái điểm màu vàng á là những cái đường đi đó mà coi như nó đi không có đúng. Bây giờ cái đường xanh nè, các bạn thấy là cái đường xanh là đúng nè, thấy không? Đó, đại khái nó như vậy. Thì mình sẽ dùng pfile, tức là giống như mình phải viết cái app này ở trên là web app. Để mình chạy khắp mọi nơi, thay vì mình viết bằng cái DOS này á, mình chỉ chạy được ở trong Windows này thôi à. À mà mình không có tiếng Việt nữa. Xong khi mình viết cái bằng web app thì mình sẽ chạy trên được trên web, trên phone mình cũng thấy luôn. Ok, rồi tiếng Việt mình cũng được luôn. Rồi mình sẽ viết bằng JavaScript thì nó cũng tự tựa C++ thôi, cho các bạn học về web luôn. Rồi có animation, tức là những cái chuyển động của JavaScript ở trên cái browser hay là cái trình duyệt luôn. Ok, thì cái này nó hơi phức tạp, cái là tại vì mỗi cái này nè, các bạn thấy một cái ký tự này nè, đó, thì cái đường đi của nó có một cái ký tự xen kẽ, các bạn thấy không? Ở giữa này có một cái ký tự xen kẽ, cho nên một cái array của mình là cái mảng của mình đó, nó hơi phức tạp, làm cái bài này nó cũng hơi phức tạp. Mặc dù cái cách làm thì nó cũng giống nhau thôi, rồi nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm ở là web app nha. Ok, mình exit cái này đi. Chữ E, exit. Rồi, đây là cái maze của mình nè. Thì cái bài này á, mình sẽ chia ra dài phần đi các bạn. Chứ không thôi á, là nó hơi dài thì các bạn coi nó bị ngắn. Thì cái maze này á, coi như cái phần này á, mình sẽ giới thiệu, mình chỉ cho các bạn cái hướng, cái cách làm. Ok, thì mình sẽ dùng cái gọi là backtracking. Để coi cái chữ nó viết sao. Cái viết như vậy nè thì phải. Backtracking, tức là đi lùi lại hoài đó các bạn. Ok, ví dụ như mình đang đứng ngay chỗ cái ô đỏ này nha các bạn, ô đỏ này nha, thấy không? Bây giờ đó, mình nếu mà mình đứng ngay chỗ ô đỏ, bây giờ cái câu hỏi đặt ra đó, bây giờ đó mình có thể đi lên phía trên, đi lên bên trái, đi xuống hay là đi bên phải? Thôi để theo mình quy định đó, thì mình theo cái này là cái top đi các bạn, mình đi theo dòng gì theo chiều kim hộ đi. Thì bên này right đi các bạn ha. Ok. Bên này bottom đi. Bên này left. Đó. Ok. Thì mình có thể đi. Làm sao mình biết mình đi có đi được hay không. Bây giờ mình câu hỏi mình đặt ra là có cái bức tường ở chỗ này hay không. Không. Nếu mà có bức tường á, thì có thể mình đi được. Nhưng mà cái ô này nó phải trống nữa các bạn. Thấy không? Cái ô này trống. Thì bắt đầu cái bức tường này. Có bức tường. Mỗi cái mình kiểm tra được cái bốn bức tường, cái bốn phía và cái ô trống. Thì mỗi cái ô này đó, mình coi như mình gọi nó là một cái cell. Thì giống như là mình suy nghĩ mọi thứ đó, đều là object hết nha các bạn. Để cho nó giống như là mình dễ làm, dễ suy nghĩ nữa, cách suy nghĩ nữa. Thì bây giờ một cái object á, các bạn biết rồi, một cái cell á thì nó có data member. Thí dụ như cái này nè. Bây giờ mình lấy cái này, cell này.
thì nó có cái gì theo các bạn suy nghĩ coi. Ví dụ như nó có đó là bốn cái cửa nè, ê, bốn cái block đó, tức là cái wall đó, wall là block đó, đó là mấy cái data member đó các bạn. Rồi nó còn có thể có cái gì nữa? À bây giờ mình hỏi cái đó nó có empty hay không, tức là nó có trống hay không, thấy không? Thì giống như mình đặt ra nhiều nhiều cái câu hỏi để mình giống như là cho cái object hay là cái class cell này, thấy không? Thì mình đặt câu hỏi như vậy đó các bạn. Rồi mỗi mỗi cái chỗ, ví dụ như nó có cái tọa độ là XY, mình nói ví dụ, tức là ví dụ như mình nói cái row với column đi các bạn, cho nó dễ. Row, column, đại khái vậy, nó một cặp như vậy. Đổi màu đi. Đó. Rồi còn tại vì mình phải biết nó đứng ở chỗ nào, phải không? Đó. Rồi rồi mình thêm nữa là nó có visit hay không. Ví dụ như nó visit, tức là mình có ghé thăm rồi đó các bạn. Ví dụ như mình ghé thăm rồi, ví dụ như mình nói mỗi cái ô này nó có cái thuộc tính, ghé thăm rồi cái mình đánh dấu vô, tức là okay, tao ghé thăm rồi, thấy không? Còn ví dụ như bức tường này mà nó bị bỏ, bức tường nào bị bỏ thì cái bức tường này mình bỏ, đó đại khái như vậy, hiểu không? Đó, rồi mình có thể làm được những cái gì nữa. Rồi để mình kéo cái này lên chút xíu nha. Để lên, ơi, sai rồi. Ok, kéo lên chút xíu. Đó. Rồi dĩ nhiên á, mình có phải có cái kích thước nữa, đúng không? Ví dụ như kích thước của cái này nó cao bao nhiêu và nó rộng bao nhiêu, đại khái như vậy. Thì mình có thêm, trong lúc mình làm mình thêm cũng được, không có sao. Rồi mình còn còn phải có cái hướng đi nữa. Ví dụ như bạn có cái hướng đi mình gọi là direction đi. Tức là hướng này hay là hướng này hay là hướng này hay là hướng này đó, tức là mỗi cái thuộc tính của cái object tên là cell này nè các bạn. Rồi ok, theo định nghĩa đó là giống như là mình có một cái mảng 2 chiều để mình chứa những cái cell ở trong đó. Ok, thì mỗi cái cell nó có những cái thuộc tính nó giống như vậy. Rồi ok, bây giờ bắt đầu mình mới coi mới bắt đầu mình mới coi cái backtrack là gì. Ví dụ như mình vẽ lại đi. Khoan dễ. Rồi, thí dụ như mình cũng ví dụ như mình đang đứng ở điểm bắt đầu đi. Bây giờ đó, bây giờ nó còn còn ở phía trên này nữa các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Cái này là cái border này á, là cái biên mình không được đi ra, đại khái không? Nó có nhiều loại không? Bởi vì mình có thêm cái loại của cái bức tường, nó là cái khung hay là nó ra khỏi màn hình thì nó không có làm nữa. Còn những cái mà ở trong này nè, những cái như này nè thì là bức tường thường, còn ở trên này là giống như là bê tông mình không đi ra được, đại khái cái bức tường này mình đập bỏ được, ví dụ vậy. Ok, thì bây giờ mình đứng tại ngay cái điểm điểm này, ví dụ như mình coi như là số số 0 đi, không không ví dụ 1 2 3 4 thì đại khái như vậy đi ha, cái array 2 chiều. Bây giờ đó, câu hỏi đặt ra đó là mình có thể đi được ở bên tay phải và đi xuống đúng không? Đó, mình có đi để đi được 2 ô nè. Bây giờ mình chắc giờ mình có thể đi được 2 ô nè. Đó, tại vì nó chưa có visit tịch. Các bạn thấy không? Nó có chưa visit, nó còn trắng và nó có bức tường. Bây giờ có 2 ô đó, đó mình sẽ ngẫu nhiên đi một cái đường. Thí dụ như mình nói mình đi cái đường bên tay phải đi. Nếu đi đường bên phải thì bạn xóa bỏ cái bức tường này, bạn sẽ đi qua bên này. Đó, bạn sẽ thành cái thằng này. Ha. Rồi, cái câu hỏi đặt ra tiếp là bây giờ mình đứng đây mình có đi được mấy chỗ, mình cũng đi được từ bên qua phải với xuống dưới đó không? Thí dụ như giờ nó ngẫu nhiên nó chọn nó đi xuống dưới đi các bạn, thấy không? Nó đi xuống dưới đi. Về đứng đây. Đúng không? Thì mà mỗi lần á mình đi tới chỗ nào á, mình gắn cái cờ lên là ồ, tao đã đi tới chỗ đó rồi, là visit tịch đó các bạn, thấy không? Ok. Bây giờ mình để ở dưới nè, ngay chỗ cái ô này mình đặt câu hỏi là mình có thể đi mấy đường, bên trái bên phải đi xuống nè, thấy không? Bây giờ mình chọn cái đường đi, thấy không? Ba đường thì mình chọn một đường. À, ví dụ như mình chọn ví dụ như mình chọn đường bên trái đi. Bên trái đi thì mình ra cái ô này. À, thấy không? Thì bây giờ ngay chỗ tại cái ô này mình có mấy đường đi, đi lên là không được tại vì visit tịch rồi. Qua bên đây là không được visit tịch rồi, qua bên đây là cái đường biên là không cho đi luôn, chỉ còn đi xuống thôi, các bạn thấy không?
Đó, nó sẽ đi xuống. Đó. Thì theo cái phương pháp này đó là giống như á, là mình ví dụ như cái này mình nói cái này bức tường này nha các bạn. Cho nó đó. À, ví dụ mình đi đó ha, rồi cái mình đi đây đi. Mình đi đây đi, mình đi đây thì mình nói thí dụ để mình vẽ là nó đi qua đây. Rồi nó đi xuống đây thí dụ chọn ngẫu nhiên mà, rồi nó đi qua đây. Đó. Ok. Thì bây giờ ngay tại cái điểm này nè, mình đi qua bên trái không được, xuống đây không được nè, là bị cái biên nè. Mình đi lên là nó visited rồi nè, mình đi bên trái bên phải nó bị visited rồi nè, thấy không? Thì tới đây là nó bị chết, đúng không? Thì mình mới gọi là backtracking nè, tức là bạn lùi lại. Ok, nếu mà vậy thì bạn bạn phải lùi ngược lại. Ok, bạn lùi lượt ngược chỗ này thì tại cái điểm này bạn sẽ còn có hai đường đi đó, hoặc là đi đây hoặc là đi xuống. Ô, đi xuống không được, chỉ còn có một đường đi thôi đó, các bạn thấy không? Thì cái phương pháp này á, mình sẽ dùng cái start để mà mình bỏ vô, rồi cái mình lấy ra lấy ra lấy ra lấy ra, khi mà mình hết đường đi thì mình lấy ra đó. Thì mình với cái lúc mà mình làm giống như cái kiểu như vậy hoài á, thì nó sẽ đầy cái này, nó sẽ biến cho mình thành một cái maze. À, các bạn hiểu không? Ok. Rồi, thì bây giờ đó cái maze nó hoạt động như vậy. Thì trước nhất đó là mình phải làm nhiều cái giống như cái class hay là cái object. Mình phải có nhiều cái object á thì mình mới làm nó mới dễ các bạn. Còn mình làm theo cái kiểu mà lập trình ngày xưa đó mà chơi một cục vô thì nó khó khăn lắm các bạn. Rồi, ok, để coi coi. Thì sao mà sau khi nó đi ví dụ như visited là mình đếm 1 2 3 4, ví dụ như bạn có cái này là 1 2 3 4 5 thì mình có 6 ô mà mình có 4 4 hàng thì 6 lần 4 24. Thì bây giờ mình visited đó, mình visited mà hết 24 cái ô này là coi như bài của mình xong, là mình có được cái maze. Đó, thấy không? Thì cái phương pháp backtracking là nó vậy. Nó cũng còn mấy cái phương pháp khác nữa nhưng mà nó phức tạp lắm. Cái phương pháp này là coi như dễ nhất. Là bây giờ mình phải làm cái nhiệm vụ của mình là làm sao mình đứng ngay chỗ này, mình đặt ra cái câu hỏi tao có mấy đường đi. Ví dụ tao có 4 đường đi nè, đi lên cũng được, đi qua cũng được, đi qua bên đây cũng được, đi xuống cũng được. Đó, thì bốn cái này mình sẽ chọn ngẫu nhiên một cái đường để mình đi. Đó. Ví dụ mình chọn một đường rồi thì mình gắn mác cho nó, tao tới ngay điểm này rồi, tao tới điểm này rồi, hãy dừng chân vô là mình check mác đó. Các bạn thấy không? Ok. Thì bây giờ làm sao mình biết bốn đường đi? Thì như nãy mình nói đó là mình muốn thử cái ô này có đi được hay không. Thì mình hỏi nó visited chưa? Nếu mà chưa visited thì mình mới đi được. Đúng không? Còn visit rồi thì thôi đâu có đi được đâu các bạn thấy không? Thì cái mình phá cái bức tường nó đi, à, thì nó sẽ có những cái lủng lỗ đó. Thì mình sẽ thấy giống như cái cuối cùng của mà bài của mình đó. Đâu coi, bồi bồi ồ, cái này nó mờ quá. Để coi. Đó, nó sẽ đi theo hướng này, các bạn thấy nó bôi gì, bôi gì. Bôi gì, bôi gì, bôi gì. À, thấy không? Đó, bạn thấy giống cái mê xong đó, nó đi xe như vậy. Thì khi mới làm xong thì các bạn nhìn nguyên cái này nó là một cái mê cung mà mình không biết được cái điểm nào nó giống như nó liên tục rồi. Nhỏ thì mình nhìn thấy, còn lớn quá là mình không có biết, mình phải mò mẫm mà mình đi thôi. Đó. Thì cái cách tạo cái mê là nó như vậy đó các bạn. Ok, thì nó cũng dễ đúng không? Rồi, thì để coi coi mình sẽ dùng JavaScript nha các bạn, dùng class object đồ này nọ nữa, JavaScript mới á. Rồi rồi mình dùng P5 để mà nó hỗ trợ cho việc vẽ đồ này nọ, rồi chuyển động rồi luôn cho nhìn cho nó ngầu ngầu, cho nó dễ học. Thì ngày xưa đó, mình đọc sách á, thì các bạn tiếp thu, thí dụ như đọc sách bạn tiếp thu là năm đi, đúng không? Thì bây giờ đó bạn nghe cái video, bạn nghe video mà bạn nhìn được thấy nó chuyển động đồ này nọ, thì cái sự tiếp thu của bạn tăng lên là gấp đôi gấp ba vậy đó. Cho nên nó thường đó là mình học thời đại bây giờ đó, mình học bằng những cái video người ta nói đó, nó sẽ dễ hơn, là dễ tiếp thu hơn là đọc sách. Này khi mà kiến thức của bạn là ngon ngon á thì mình đọc sách không không ai chỉ nữa, thì bắt đầu mình phải đọc sách mình thôi. Đó là cái kiểu như vậy. Thì cái cách học là để như vậy nó mới tiến 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 nhanh được.
thì giống như mình nói á, này nói chém gió đầu thêm này này nọ, làm C# hay là C++ hay là này là JavaScript hay là web app, các bạn thấy cái thuật toán algorithm hay là cái cách mình giải quyết cũng đều là quan trọng. Mình biết làm là không có làm cái gì được hết trơn. Còn mình biết làm á thì mình làm trong DOS cũng được, rồi mình làm trong web app cũng được, các bạn thấy không? Đó. Cho nên á, cái mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn á, là mình phải biết để mà bắt đầu mình mới mới làm. Giống như mình hiểu thấu đáo thì mình làm ở đâu nó cũng cũng work được hết, chứ không phải là chỉ cho các bạn làm trong DOS xong rồi kêu các bạn làm trên web, cái các bạn nó đâu có làm được đâu, tại vì ta học ở trong DOS à, các bạn hiểu không? Đó, cho nên cái hướng của mình thường là mình chỉ cho các bạn một mà những cái nào nó giống cái dạng đó, cái từ từ hay gì đó, là các bạn mới bắt đầu mới phóng ra tự sáng tạo thì nó mới ra nhiều mà nó nhanh được, chứ không có thể nào mình ngồi mình mày mò một cái cuốn sách hoài, trong khi một ngày người ta viết ra 100 cuốn sách mà mình học có một cuốn sách thì chết rồi. À, còn mình học 100 cuốn sách thì mình nhiều quá mình làm không kịp, khả năng mình không có tới tới mình làm cuốn không kịp nữa, tại vì thế giới người ta chế ra nhiều quá mình học đâu có kịp, mình chạy theo không có kịp, chạy đua theo không kịp, cho nên mình phải chạy đua những cái đường tránh thôi, rồi lúc đó đi làm hay là bắt đầu mình đi làm có tiền hay là người ta trả tiền để làm cái đó thì rồi ok thì tôi sẽ làm cái đó, cái hướng là mình biết rồi thì mình sẽ làm cho nó đẹp đẹp ngon ngon đồ lên thì lúc đó mình lấy tiền đó, đại khái như vậy, chứ không phải là bây giờ mình thực tập mình ngồi mình làm cho nó ngon, làm mấy tháng trời ra một thứ thì cái hướng của mình là hướng dẫn cho các bạn là vậy rồi, thì hy vọng là các bạn hiểu được cái cách mà mình mới vừa nói. Ok rồi thì để coi coi còn sẵn đây mình hướng dẫn luôn cho các bạn cái thuật toán mà để thoát khỏi cái maze. Ví dụ như mình có cái maze, mình nói cái maze của mình, ví dụ như vậy vẽ đường này, vẽ đường này, vẽ lung tung đi. Ok đại khái đi. Đó, thì cái thuật toán đó nó gọi là right hand rule. Right hand là cái bàn tay phải á các bạn. Rule. À, mình quên viết cái màu, ok. Đó, thì tức là sao? Tức là giống như là mình là thằng mù vậy đó các bạn. Mình thằng mù, ví dụ mình đứng ngay cái điểm bắt đầu nè. Mình thằng mù, mình đứng ngay điểm bắt đầu nè. Bây giờ mình không cần mở mắt, mình cũng tìm được cái đường ra nữa các bạn. Nó gọi dùng cái phương pháp bàn tay phải, hoặc là dùng phương pháp bàn tay trái cũng được, phương pháp thẳng cũng được, đại khái mình theo cái, nhưng mà người ta kêu phương pháp bàn tay phải. Tức là sao? Là mình nhìn phía trước, mình sờ cái tay phải của mình ở trên bức tường, bên bức tường bên tay phải, mà mình thấy cái bức tường, tức là mình không đi được. Mình không đi được. Khi mà mình không đi được, ví dụ như trong trường hợp này nè, mình rờ cái tay phải của mình rờ ở đây, mình có cái bức tường mình không đi được nè, thì không đi được thì mình sẽ xoay người ở bên tay trái. Đó, cái này là mắt mình hướng đây đúng không? À, màu đỏ là mắt mình hướng đây. Thì sau khi mà bạn xoay người ở bên tay trái như vậy thì tức là mắt bạn hướng đây đúng không? Đúng không? Thì mắt bạn hướng đây thì cái bàn tay phải của bạn sẽ hướng đây. Đó, bàn tay phải mình mới đặt dấu hỏi, ê ngay chỗ này cái cửa có mở không? Đi được không? Đó, đặt câu hỏi. Thì trong cái trường hợp này nó sẽ là đi được. Thấy không? Thì đi được á thì mình quay lại tay phải rồi mình bước 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 tới. Thấy không? Đó, thì khi mình bước tới mình cứ mò mẫm nhìn mù vậy đó, mình cứ rờ bên tay phải, có đường là mình quẹo, có đường là mình quẹo, không có đường đó, thì mình xoay qua bên tay trái rồi mình cứ rờ vậy tiếp. Thì cái rule này đó, cái rule là này nè. Là cái cách này á thì khi mà nó có cái đường ra đó thì chắc chắn 100% là các bạn sẽ đi về tới đích, các bạn sẽ đi về tới đích và không cần biết đi hướng nào nó cũng đi về tới đích. Giả sử không có đường ra đó thì chắc chắn bạn đi một hồi bạn sẽ quay lại ngay cái chỗ mà ban đầu, thấy không? Cho nên cái này á nó không có phải là thuật toán mà cao siêu nhất, nhưng mà nó bảo đảm một điều là bạn luôn đi tới đích, hoặc là bạn nói cái mê cung đó nó không có lối thoát khi mà mình quay lại ngay với chỗ cũ. Rồi, ok, như vậy thì coi như là cái video này mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách để tạo ra cái mê cung là cái maze, và cái cách để tìm cái lối ra
của một cái mê cung bất kỳ. Ok, rồi cái video sau đó mình sẽ làm để coi, rồi mình sẽ tạo ra cái mê cung trước, rồi cái video kế nữa đó mình sẽ tìm lối ra. Ok, vậy đi nha. Chia ra làm ba cho nó đỡ ngán. Ok ha, rồi chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế. Bye bye.